Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ tư ngày 28 tháng 2 có những nội dung đáng chú ý. Giao ban thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Tiếp tục triển khai phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Sơ kết xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng. Thành phố Hưng Yên tích cực chuẩn bị cho lễ khai mạc lễ hội văn hóa dân gian Phú Hiến. Tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án đường Tân Phúc Võng Phan qua huyện Ân Thi. Sáng nay, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Trong năm 2023, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đã tổ chức thành công 49 kỳ họp. Các vấn đề quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền đều được Hội đồng nhân dân xem xét quyết định tại các kỳ họp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu cụ thể hóa, thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tiễn địa phương. Hội đồng nhân dân hai cấp xem xét thông qua hơn 450 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực. Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tiếp tục được cải tiến, phát huy dân chủ. Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân hai cấp bầu được triển khai nghiêm túc theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục quy định. Thường trực Hội đồng nhân dân hai cấp và các ban của Hội đồng nhân dân tổ chức hơn 90 cuộc giám sát trên các lĩnh vực. Kết quả tỷ lệ giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri của cấp tỉnh đạt trên 80%. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024, phấn đấu hoàn thành 100% các phần việc đảm bảo hiệu quả chất lượng, giải quyết tốt các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và quy định của pháp luật. Chủ trì phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp để chuẩn bị tốt dự kiến nội dung, chương trình các kỳ họp Hội đồng Nhân dân, tiếp tục cải tiến, đổi mới, hoạt động giám sát theo quy định của luật. Tại hội nghị giao ban, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh lựa chọn chủ đề trao đổi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề là một trong năm hình thức giám sát của Hội đồng Nhân dân theo quy định của luật, trong đó sẽ tập trung thảo luận vấn đề tái giám sát, việc tổ chức giám sát chuyên đề về tiến độ và kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân. Hoạt động giám sát chuyên đề vẫn còn tồn tại một số hạn chế khó khăn, như một số thành viên đoàn giám sát chưa tham gia đầy đủ các cuộc giám sát. Số lượng phạm vi các cuộc giám sát chuyên đề tuy tăng nhưng vẫn chưa bao quát hết các lĩnh vực. Phương pháp giám sát còn bất cập, giám sát ở cơ sở chủ yếu là nghe trình bày báo cáo, chưa tiến hành thẩm tra hồ sơ báo cáo nên có một số cuộc kết quả chưa cao. Số lượng các cuộc chuyên đề giám sát chuyên đề về và tái giám sát còn ít. Một số kiến nghị sau giám sát chưa được các cơ quan có trách nhiệm giải quyết kịp thời. Các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm, chỉ ra những hạn chế trong giám sát chuyên đề và đề ra các giải pháp như nắm chắc tình hình trong lĩnh vực giám sát được phân công, nhất là các chương trình đề án của tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, cần lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề đảm bảo phù hợp với thực tiễn của địa phương, tránh giàn trải kết hợp giữa giám sát với chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân, tập trung vào những vấn đề nóng bức xúc, những ý kiến kiến nghị của cử tri quan tâm có tác động ảnh hưởng lớn đến đời sống của các tầng lớp nhân dân và sự phát triển toàn diện của địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu dương những nỗ lực đổi mới và các kết quả cơ bản nổi bật của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong năm 2023. Đồng thời nhấn mạnh cần chú trọng khâu lựa chọn chuyên đề giám sát phù hợp, chỉ nên lựa chọn một số vấn đề trọng tâm có nhiều bất cập đã và đang được dư luận quan tâm. Cần có giải pháp khắc phục, không nên ôm đồm nhiều nội dung để tránh giàn trải, giám sát không sâu. Việc lựa chọn thành phần, xây dựng đề cương giám sát, ngoài thành phần ủy viên thường trực, ủy viên các ban Hội đồng nhân dân và một số đại biểu Hội đồng nhân dân có kinh nghiệm, năng lực, đoàn giám sát có thể mời chuyên gia giỏi ở các lĩnh vực tham gia giám sát. Chỉ nên lựa chọn một số vấn đề trọng tâm có nhiều bất cập. Tôi nói ví dụ như là chúng ta thấy rằng là từ cái lĩnh vực và quan điểm chỉ đạo của tỉnh ủy, những cái lĩnh vực nhạy cảm, những vấn đề ý kiến cử tri có nhiều. Tôi nói lĩnh vực đầu tư công hoặc quản lý đất đai hoặc vấn đề mà thuộc nhóm thuộc về đời sống nhân dân người ta kiến nghị, cũng như đơn thư khiếu nại tố cáo. Đấy. Hai đó là các hoạt động khác của cơ quan tư pháp, ta chọn chủ đề ta thực hiện. Vì Hội đồng nhân dân chúng ta làm phản ánh là tất
cả các mảng đời sống của xã hội. Nếu nói mảng này quan trọng hơn mảng kia, không phải, mảng nào cũng quan trọng. Nhưng thời gian điều kiện không cho phép thì ta nên chọn những cái vấn đề mà nhiều cử tri quan tâm hoặc là vấn đề lãnh đạo chỉ đạo chúng ta cần phải thực hiện. Đấy, như thế. Để chúng ta tổ chức thực hiện. Mà những cái vấn đề mà cần phải chỉ ra để có cái giải pháp khắc phục, đấy thì chúng ta tập trung cái đó. Làm sao bây giờ là phải cụ thể, đấy, không dàn trải, và giám sát là phải sâu sắc. Thế là chúng ta phải đưa ra kết luận để sau này là gì? Chỉ ra đúng sai và có vi phạm ở đâu. Không còn cái câu chuyện chung chung nữa đâu. Không gì. Trong kết luận bao giờ có 3 cái vấn đề mà chúng ta phải quan tâm. Một là nội dung về cơ chế chính sách có bị cái gì không? Có thể là chính sách lạc hậu, hoặc là chúng ta thực hiện không đúng cơ chế chính sách. Cái thứ hai đó là trách nhiệm của địa phương và cá nhân thực hiện cái nhiệm vụ ấy. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính, phương án sắp xếp đơn vị hành chính và ký giao ước thi đua. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Năm 2023, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 88,2%, 100% cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh đã được kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thành chỉ tiêu mỗi năm giảm 2,5% đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn 2022-2025. Có 575 đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đã được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính. Hưng Yên là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc xây dựng đề án điều chỉnh vị trí việc làm từ tỉnh đến cơ sở. Công tác khen thưởng kịp thời, động viên các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn toàn tỉnh. Đang thực hiện sắp xếp 42 đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Sau sắp xếp, tỉnh Hưng Yên còn 139 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 22 đơn vị hành chính cấp xã. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy yêu cầu các cấp các ngành các địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về công tác nội vụ cải cách hành chính. Trước mắt các địa phương nằm trong diện sắp xếp đơn vị hành chính cần thực hiện nghiêm các kế hoạch của tỉnh, tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các chỉ số cải cách hành chính, qua đó góp phần nâng cao thứ hạng và điểm số các chỉ số cải cách nền hành chính của tỉnh so với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Chúng ta cần phải có cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là cái sự thống nhất ở cấp ủy chính quyền từ cấp trên cho đến tận cơ sở, đặc biệt là đối với cả cái sự đồng thuận, cái sự đả thông tư tưởng đối với cả những đồng chí là cán bộ rồi cấp ủy của cấp cơ sở, cũng như là cái lực lượng không chuyên trách ở địa phương, để làm sao mà chúng ta tạo được một sự đồng thuận cao, chúng ta có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì chúng ta mới vận động tuyên truyền được người dân để đồng thuận cho chúng ta trong cái quá trình triển khai. Về cải cách hành chính thì ta vẫn phải tiếp tục quan tâm là để cải thiện các cái điểm số của chúng ta về các cái chỉ số cải cách hành chính, đặc biệt là chúng ta phải quan tâm đến cái tính hiệu quả trong cái việc giải quyết các cái thủ tục hành chính đối với người dân, đối với doanh nghiệp. Và chúng tôi đề nghị là các cấp các ngành cũng phải tham mưu để phân cấp mạnh hơn các đồng chí ở cơ sở, khi mà các đồng chí thấy những cái việc gì mà có thể là dưới cơ sở làm tốt, cũng mạnh dạn đề xuất với cả cấp trên để chúng ta sửa đổi, chúng ta ban hành các cái chính sách mà giao lại trách nhiệm lớn hơn cho các đồng chí. Sáng nay, cụm thi đua số 2, Liên đoàn Lao động tỉnh gắn biển công trình, hàng cây công đoàn hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024 và chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tại phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phạm Huy Bình, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Công trình dài hơn 1 km với 120 cây bàng Đài Loan trị giá gần 135 triệu đồng. Đây là loại cây thân gỗ có tán và lá đẹp phù hợp với cảnh quan đô thị. Toàn bộ số tiền mua cây do tổ chức công đoàn vận động các đơn vị doanh nghiệp ủng hộ. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực của tổ chức công đoàn nhằm hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024 và chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Qua đó góp phần tạo cảnh quan, môi trường xanh sạch đẹp, đồng thời nâng cao nhận thức trong cán bộ đoàn viên và người lao động về tầm quan trọng của việc trồng cây xanh, cải thiện môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện kế hoạch 192 ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
và kiểm định chất lượng các trường mầm non, phổ thông tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến nay toàn tỉnh có 384 trên 488 trường được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt 78,7%. 378 trên 488 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 77,4%. Tổng kinh phí đầu tư cho các trường trong giai đoạn 2021-2023 đạt trên 4.200 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các địa phương cần quan tâm nhiều hơn và đầu tư thỏa đáng cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Các địa phương cần bố trí quỹ đất hợp lý với tầm nhìn chiến lược để xây dựng trường học. Mỗi cơ sở giáo dục cần chủ động rà soát các tiêu chuẩn, tiêu chí được công nhận kiểm định chất lượng và trường chuẩn quốc gia để báo cáo với các cấp có thẩm quyền xây dựng phương án, lộ trình phù hợp nhằm bảo đảm thực hiện tốt kế hoạch số 192 của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề ra, huy động các nguồn lực xã hội hóa để mạnh việc xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng và trường chuẩn quốc gia. Đồng chí cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát thực tế đến từng trường học, bám sát vào sự thay đổi quy mô trường học sau sắp nhập, hợp nhất để đưa ra giải pháp cụ thể, tổng hợp và tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2023-2025. Là địa phương chịu nhiều áp lực do tốc độ gia tăng dân số cơ học, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huyện Văn Lâm đã ưu tiên mọi nguồn lực để xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đến nay, 34 trên 34 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập của huyện Văn Lâm được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trường tiểu học Tân Quang là một trong những trường học đạt chuẩn quốc gia sớm nhất huyện Văn Lâm. Những năm qua, địa phương đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây mới, sửa chữa phòng học, phòng chuyên môn, khu vệ sinh, bổ sung trang thiết bị dạy và học. Đến nay, nhà trường đã có cơ sở vật chất đảm bảo việc dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, có phòng bộ môn tin học và tiếng Anh, trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị dạy học. Tất cả các phòng học được bố trí máy chiếu, một số phòng trang bị bảng thông minh điều hòa nhiệt độ. Không chỉ vậy, các không gian sinh hoạt chung như thư viện, sân trường cũng được trang trí thân thiện, tạo môi trường học tập tích cực cho cả thầy và trò. Phòng học có rất nhiều những thiết bị mới hiện đại giúp cho chúng em học tập rất tốt. Khuôn viên trường thì có rất nhiều cây xanh. Mỗi ngày đến trường chỉ là một ngày vui của chúng em. Cơ sở vật chất của nhà trường rất khang trang thì rất thuận lợi cho giáo viên chúng tôi trong công tác dạy và học. Có thể tiến hành những cái hoạt động khởi động cho các con rất là sôi động. Nhờ vậy là mỗi một giờ học thì các con đều rất hứng thú. Thực tế cho thấy cơ sở vật chất là một trong những tiêu chí khó thực hiện, đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, đặc biệt với huyện Văn Lâm, địa phương chịu nhiều áp lực bởi gia tăng dân số cơ học. Trong giai đoạn 2021-2023, huyện Văn Lâm đã đầu tư trên 456 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất các trường học, trong đó chủ yếu là ngân sách huyện xã. Các nhà trường đã tự đánh giá các tiêu chí xây dựng trường chuẩn, chủ động xây dựng phương án, lộ trình thực hiện, nhất là những tiêu chí về công tác chuyên môn, chú trọng đổi mới phương pháp dạy học. Trong tiêu chuẩn xây dựng trường chuẩn quốc gia có 5 tiêu chuẩn, thì nhà trường xác định những cái tiêu chuẩn là khó và phức tạp thì cần phải triển khai làm trước. Xây dựng trường chuẩn quốc gia và giữ vững trường chuẩn quốc gia là nhiệm vụ thường xuyên suốt trong cả một quá trình. Vì vậy hàng năm nhà trường đều rà soát bổ sung những tiêu chí để thường xuyên nâng cao hơn nữa cái chất lượng. Huyện Văn Lâm hiện có 34 trên 34 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 22 trường đạt chuẩn mức độ 2. Tuy nhiên, duy trì chất lượng trường chuẩn quốc gia cũng là bài toán khó, đòi hỏi huyện Văn Lâm tiếp tục có những giải pháp lâu dài, đồng bộ. Trong thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Lâm tiếp tục tham mưu với huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân huyện, chỉ đạo các ban, phòng ngành đoàn thể và ủy ban dân các xã thị trấn tập trung rà soát, đầu tư các nguồn lực để duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nhất là đội ngũ và cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu về đổi mới giáo dục và đào tạo, đồng thời đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện Văn Lâm. Thời điểm này, thành phố Hưng Yên vẫn đang tích cực hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa Dân gian Phú Hiến năm 2024. Đêm khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ 10 phút tối mai, ngày 29 tháng 2. Tức 20 tháng Giêng âm lịch trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên và nhiều đài phát thanh truyền hình trong cả nước. Khu vực trung tâm diễn ra lễ khai mạc và các hoạt động của lễ hội được trang hoàng cờ hoa và pano áp phích cỡ lớn, giới thiệu về các di tích trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt Phú Hiến. Các tuyến đường được chỉnh trang sạch đẹp ngăn nắp, hệ thống biển báo, đèn hoa, đèn trang trí được lắp đặt. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự phân luồng giao thông,
phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường cũng đã được triển khai cụ thể tới từng cơ quan, đơn vị. Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã chuẩn bị các phương án cứu hộ tại khu vực Hồ Bán Nguyệt, nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ dưới nước. Tất cả sẵn sàng để mang tới cho du khách vẻ đẹp của không gian di tích cùng những sinh hoạt văn hóa của người dân vùng Phú Hiến. Lễ hội diễn ra gồm hai phần chính là phần lễ và phần hội. Phần lễ thì được tổ chức vào 19:30 ngày 29 tháng 2 năm 2024 tại khuôn viên của Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phú Hiến. Sau phần lễ dâng hương, lễ khai mạc thì sẽ diễn ra cái chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp với chủ đề Phố Hiến tinh hoa hội tụ và phát triển. Thế và cùng với hoạt động thả đèn hoa đăng trên Hồ Bán Nguyệt trong cái đêm khai mạc lễ hội. Hy vọng rằng với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của thành phố thì lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến năm 2024 sẽ thành công tốt đẹp và sẽ để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách và nhân dân về với lễ hội. Tại khu vực cụm di tích đền Trần Điện Mẫu và Hồ Bán Nguyệt đã diễn ra một số hoạt động mở màn lễ hội như trưng bày triển lãm cổ vật, triển lãm sinh vật cảnh và triển lãm ảnh, thu hút nhiều người dân và du khách tham quan chiêm ngưỡng. Phát triển đô thị là một điểm sáng của Hưng Yên trong những năm qua. Nhiều khu đô thị hiện đại được đầu tư xây dựng, thu hút các chủ doanh nghiệp trong và ngoài nước, cư dân thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận về sinh sống. Từ Eco Park đến nay, tỉnh Hưng Yên đã và đang có nhiều khu đô thị quy mô lớn, hiện đại đang được các doanh nghiệp vào đầu tư, như các khu đô thị Vinhome Ocean Park của tập đoàn Vingroup, khu đô thị Xuân Cầu, khu đô thị Vaquarius Văn Giang. Ngoài thuận lợi nằm trong tam giác kinh tế trọng điểm của cả nước là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tiếp giáp thủ đô Hà Nội, thì một trong những lý do để doanh nghiệp đầu tư phát triển đô thị là hạ tầng giao thông tốt. Chúng tôi nhận thấy Hưng Yên đang có sự cất cánh và đầu tư với các hệ thống giao thông phát triển rất là mạnh mẽ. Các cái trục đường vành đai 4, vành đai 3,5, tuyến đường Eco Park và tuyến nối hay đường cao tốc và đường di sản tạo Hưng Yên một cái thế kết nối rất là tốt với thủ đô Hà Nội và các cái vùng xung quanh. Việc phát triển đô thị nhà ở tại tỉnh Hưng Yên được quy hoạch phù hợp với nhu cầu từng địa bàn cụ thể, từ các khu đại đô thị mang tầm quốc tế với số vốn đầu tư hàng chục tỷ đô la Mỹ cho đến các khu đô thị tầm trung, đô thị kết hợp với nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại những địa bàn phát triển mạnh công nghiệp. Cùng với triển khai hạ tầng đồng bộ hạ tầng các công nghiệp thì chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh đầu tư các dự án về nhà ở xã hội cho công nhân trong các công nghiệp, cung cấp về đầy đủ về nhà ở cũng như các dịch vụ cho người lao động trong các công nghiệp. Hưng Yên đang đón nhận rất nhiều những tin vui mới, những thành tựu mới về phát triển kinh tế xã hội. Hưng Yên bây giờ đã tạo ra một sức hút mạnh mẽ không chỉ với những nhà đầu tư trong nước mà cả những nhà đầu tư quốc tế về phát triển đô thị. Đây hứa hẹn sẽ tạo ra những xung lực mới giúp Hưng Yên sớm về đích trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Dự án đường Tân Phúc Phong Phan qua huyện Ân Thi dài gần 14 km, đến nay đã bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp được 927 trên 934 hộ, còn 7 hộ chưa chi trả do sai lệch về diện tích. Di chuyển mồ mả được 216 trên 322 ngôi, còn 106 ngôi chưa lập được phương án bồi thường hỗ trợ do có lăng mộ và xây bằng đá kiên cố. Huyện đã ra thông báo thu hồi đất ở của 4 xã là Tân Phúc, Nguyễn Trãi, Hoàng Hoa Thám, Hạ Lễ. Hiện còn khó khăn vướng mắc một số vị trí trong khu dân cư, nghĩa trang chưa được giải phóng mặt bằng để triển khai các mũi thi công cầu. Để đảm bảo tiến độ thi công dự án, đoàn công tác của Sở Giao thông Vận tải đề nghị các địa phương có dự án đi qua cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của dự án, tạo sự đồng thuận cao trong việc bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công, bố trí vị trí tái định cư cho các hộ dân trong diện phải giải tỏa, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát bảo đảm chất lượng công trình, chú trọng an toàn lao động. Các huyện Khoái Châu, Yên Mỹ và Phù Cử vừa tổ chức khai mạc Hội Khỏe Phù Đồng năm 2024. Hội Khỏe Phù Đồng của các địa phương thu hút hàng nghìn vận động viên đến từ các đoàn thể thao, trường trong huyện. Các vận động viên tham gia thi đấu tranh tài ở các bộ môn gồm bóng bàn, điền kinh, cờ vua, cầu lông. Tại lễ khai mạc, vận động viên đã diễu hành biểu dương lực lượng, lãnh đạo huyện và các vận động viên thực hiện nghi lễ rước đuốc, thắp lửa truyền thống. Kết thúc lễ khai mạc là các màn đồng diễn thể dục nhịp điệu, biểu diễn võ thuật của học sinh. Hội Khỏe Phù Đồng huyện nhằm cổ vũ tuyên truyền để mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho học sinh, góp phần nâng cao sức khỏe phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học, qua đó tuyển chọn những vận động viên thi đấu có thành tích cao,
tiếp tục bồi dưỡng, luyện tập để nâng cao thành tích tham dự Hội Khỏe Phù Đồng cấp tỉnh. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.